trước mặt các bạn đây chính là một mẫu xe máy điện có một cái màu rất là đẹp và thời trang, đó là màu xanh rêu sần. Với cái màu này thì được rất nhiều các bạn học sinh đón nhận nha các bạn. Mẫu xe này đến từ thương hiệu Osaka và có tên gọi là Classy. Thực sự thì đây là một mẫu xe có khá là nhiều những cái cải tiến cũng như là nâng cấp trong 2023 này. Các bạn cùng mình sẽ kiểm tra xem nó có những cái nâng cấp gì nha. Bắt đầu thôi. Về tổng thể của chiếc xe, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái mẫu xe điện khá là phổ biến mà chúng ta vẫn hay nhìn trên thị trường. Cụm là cụm đèn tròn, kiểu dáng là kiểu dáng xe có hơi hướng giống những mẫu xe Vespa. Thực sự thì những cái mẫu xe này rất là phù hợp với các bạn nữ nha. Với hệ thống bánh sau, các bạn có thể thấy xe được trang bị là phanh cơ tăng trống này, lốp không xăm và dòng lốp Kenda. Đây là những cái lốp tiêu chuẩn và tốt nhất cho dòng xe điện hiện tại bây giờ rồi các bạn ạ. Với phần yên, xe không có phối hai mảng màu mà yên là một dạng yên với cái lớp da sần một chút nhá, kèm theo là viền chỉ trắng. Đấy, trông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Yên của xe Osaka thì các bạn yên tâm nhá, nó đạt tiêu chuẩn của những xe như là xe Honda rồi, với độ mềm cũng như là độ nún nảy tương đối là tốt. Về cốp xe, các bạn có thể thấy là cốp xe nó chỉ khoảng hơn 10 lít một chút thôi, và bạn vẫn có thể để vừa một chiếc mũ 3/4 hoặc là một chiếc mũ lửa đầu kèm theo một số cái vật dụng cơ bản khác. Với phiên bản Classy này, xe vẫn được trang bị hai dòng khóa, một là khóa cơ. Riêng khóa cơ của Osaka các bạn có thể nhìn rõ, nó được trang bị giống như những chiếc khóa cơ của xe Honda, bao gồm khóa từ này và thêm một cái khóa smart key này nữa. Thực sự thì với hai cái loại khóa này, nó sẽ giúp bạn có nhiều những cái tính năng an toàn cũng như là những cái tính năng rất là hiện đại như là tìm xe, báo động cũng như là khóa xe trên một chiếc khóa smart key. Còn với khóa cơ thì các bạn có thể sử dụng nó ở dạng là mở xe và mở khóa cốp xe nhé các bạn. Đó. Đấy, chúng ta mở xe lên này, hoặc là chúng ta mở cốp xe một cách dễ dàng qua đây. Với quãng đường di chuyển là khoảng 70 km cho một lần sạc, vận tốc tối đa khoảng 48-50 km/h. Nếu như các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe để đi học hay là đi làm, hoặc là di chuyển ở những quãng ngắn và cố định trong thành phố, thì đây là một trong những mẫu xe mà rất xứng đáng để bạn quan tâm.